nó ác ở Super 3, nó là anh Cường á. Anh ta chỉ biết nhìn văn thôi, không biết làm gì. Một cú à đâu, không sao hết. Mẹ đã bình tĩnh. Đó đó, để sao đây anh Cường. Qua cười cái Cường. Rất tập trung. Đù, má qua lưới luôn, rất đẹp. Một cú bóng rất cao. Tiếp tục là anh Cường. Cầu thủ đội nhà không biết tên. Đây chính là thủ môn xuất sắc bộ nhà. Rất nhỏ con nhưng mà rất giỏi. Bị phản công. Không được. Cứ từ từ. Đúng rồi, từ từ. Mất bàn. Ồ, một cú bóng ra ngoài nữa. Trời mẹ. Đấy, kia chính là gây xin. Gây xin công an. Đầm không? Lùng lùng không? Bật đầm đi đá banh hả? Cú dịch gót của anh Cường. Đó, đá của mình đó. Bao, không bao, rất tiếc. Một cú cảnh báo. Rất đẹp, rất căng nhưng không vào. Rất cố gắng trúng bao lô nhưng không vào. Quá hay, rất đẹp. Oh no. Anh Cường đã chơi xấu. Xấu quá Cường ơi, quen Cường ơi. Ồ, một cú ẩu đả. Còn đó chỉ là nhẹ thôi. Con thật đẹp.
đâu, tới luôn. Bỏ luôn thằng Môn ơi. Mà hình ông kính luôn dẫn theo bàn. Và đó là chính là anh Cường. Áo xanh tên gì vậy bạn? Áo xanh đó tên gì vậy? Bộ bình á? Tuấn hả? Nhuần. Nhuần đây hả? Đây là chiều chiều vậy hả? Chiều. Chiều. Đó chính là nhà mình chiều. Rất cao, rất phong độ. Quá đẹp thằng Môn ơi. Sau lưng nữa bò ơi. Không có gì. Đủ má đá của banh gì yếu vậy. Vào banh đi. Thủ môn. Lồn ma. Một cú chuyền quá sơ sài và sai lầm của anh Cường đã dẫn đến một thất bại. Thất buồn. Tỷ số giờ là 3-2. Đúng rồi. Nghĩ về đội công nghệ thực phẩm. Ông kính luôn dẫn theo bàn. Biết mấy không rồi không? 3-2 à? Quá nhẹ nhàng, không vào nhưng thủ môn đã lăn. 3-2 rồi chú. Đây là giang hồ nè. Chị Tán vẫn nhường nhịn. Đó chính là giang hồ gốc. Làm gì vậy?
lồn. Không vào. Rất cao to. Không vào.